Tôi tên Hoàng Văn Thành. Chú 84 tuổi hả? Ok. Trời đất ơi. Được không? Còn ngon không? 84 tuổi. Ơi. Trời ơi. Chú đến từ đâu? À, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn. Muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào nè? Thì bây giờ đơn giản thôi là người đó có tài sản, có doanh nghiệp hay là có trang trại. Ồ, ổn định đàng hoàng tôi mới ok. Thôi chú ơi, chú nay 84 tuổi rồi, chú ở vậy luôn đi. Con mới đi làm về, nay tăng ca con đi làm về, con nghe chú cái con giật mình hết hồn luôn. Chú 84 tuổi mà chú đi tiễn vợ. Yêu cầu của chú là phải có doanh nghiệp, lương này kia phải ổn định, chú mới chịu. Theo con biết chú tuổi chú bây giờ chú khó kiếm ai lắm. Chú lên đây chú kiếm mà vậy có đâu chú ơi. Để giết chú còn mật không mà giờ chú đi kiếm người phụ nữ nữ yêu thương cho chú. Lên cái mạng xã hội này chú lên đây nhiều người người ta theo dõi lắm. Chứ không phải gì riêng gì con hay là ai. Con nghe con hết hồn. Chú 84 tuổi chú kiếm cái người phải có doanh nghiệp, phải có sự nghiệp này kia rồi chú mới chịu ưng. Cái giết chú chắc chứ chú còn mực nữa. Ở đó mà chú tiễn người phù hợp này kia rồi. Rồi chú ở vậy cho con cháu nó nhờ. Chứ chú tuổi đó là chú kiếm khó người lắm. Khó ai ưng chú lắm. 84 tuổi chú kiếm người về coi ở được 50 năm người chú quéo. Chú làm khổ người ta nữa thôi đi. Tuổi đó an hưởng tuổi già đi cho con cháu nó lo. Vậy nghe chú. Chú đừng có mơ mộng cao quá trời té đau. Con đi làm công ty về nửa đêm con về đây 7-8 giờ tối con nghe con phải lướt mạng con coi con phải làm cái clip để con đăng lên cho bà con cô bác nghe. 84 tuổi mà cái điều kiện chú đó nó cao quá ai giới nổi. Vậy nghe. Để con cháu nó lo chú đi. Chú kiếm được vài ba tháng vài ba năm rồi khổ cô nữa. Đó ý kiến của riêng con nghe. Chú đừng có lên đây chú kiếm nhiều cái người ta giật mình. Cộng đồng mạng người ta nghe người ta phân dân. Ta tưởng như chú còn phong độ dữ lắm. 84 tuổi mà còn đi kiếm vợ chi vậy. À vậy đây chị chú ơi. Nghe chú.